Wow, ui các bạn ơi. Wow, ui mình phát hiện có cái gì đây nè các bạn ơi. Wow, ui. Wow, một chiếc xe đồ chơi nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe gì đây? Ok, bây giờ mình sẽ rửa nha các bạn ơi. Đây. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ rất là đẹp luôn. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ để đây nha. Ở dưới đây còn rất là nhiều xe nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đào lên hết cho các bạn cùng xem với mình nha. Wow, ai xe gì đây? Ai cha. Ui, đây là một chiếc xe gác các bạn ơi. Ai. Wow, đây là một chiếc xe chở gác nè. Ai. Ai, xe chở gác rất là ngầu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ rửa nha. Ai. Wow, mình rửa xong chiếc xe rất là mới nha các bạn. Ai. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đào thôi. Wow. Ui, xe gì đây? Wow. Ôi, đây là một chiếc xe cần cẩu nữa các bạn ơi. À, một chiếc xe cần cẩu múc cát nha. Đây. Đấy, múc cát cho các bạn xem này. À, xịn chưa? Ai, ok, bây giờ mình sẽ rửa. Ai. Wow, chiếc xe này rửa xong mới dữ thiệt các bạn ơi. Ai, rửa xong một cái rất là mới luôn. Ai, ok, bây giờ sẽ tiếp tục đào coi. Wow. Wow, chiếc xe gì đây? Wow, để mình rửa coi nha. Ai, rửa cái mới biết xe gì nha các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cứu hỏa nữa nè. Ai, giống giống như chiếc xe cứu hỏa bên kia nha các bạn ơi. Nhưng mà chiếc xe này á, thì có một cái vòi xịt nước ở trên đây nè các bạn. Đây là có một cái súng bắn nước nè, còn cái đây là một cái cây thang nha. À. Ai. Wow, chiếc xe này xe gì đây? Ui, xe bự các bạn ơi. Wow. Ôi, đây là một chiếc xe cần cẩu nè. Ai. Xe cần cẩu thì rất là bự luôn. À. Ok, bây giờ mình sẽ rửa xe cẩu luôn. Ai. Đó, các bạn thấy xe cần cẩu đẹp chưa? Ai. Wow, chiếc xe cần cẩu bự gấp đôi mấy chiếc này luôn các bạn ơi. À, rất là dữ nha. Ai, bây giờ sẽ tiếp tục nha. Wow. Ôi, đây là một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Ai, chiếc xe trộn bê tông này rất là dễ thương luôn. Ai. Có một cái bồn trộn bê tông màu hồng nha các bạn ơi. À. Rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu đây nha. Ai. Ôi, xe gì đây các bạn? Wow. Ai, đây là một chiếc xe tải màu xanh lá cây nha. Ai. Ai. Wow, chiếc xe tải ở phía sau này có cái thùng luôn nè các bạn ơi, có cái cửa mở này luôn nè. Đây, chở hàng hóa trong đây nha các bạn. Ai, đậy nắp lại nè. Ai. Rất là đẹp luôn. Ai. Ồ, xe gì đó đây các bạn ơi? Wow. Ui, chiếc xe rất là bự luôn nè. À, đây là chiếc xe trộn bê tông nha. Ai, cái bồn này bồn trộn bê tông nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ rửa luôn. Ai, rửa cho nó sạch nha. Đấy. Wow. Ai, công nhận mấy chiếc xe này rửa xong rất là mới luôn nha các bạn ơi. Ai, chờ đậu đây nha. À. Ai, mới tìm một tí mà đã rất là nhiều xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Ở dưới đây mình đoán là còn rất là nhiều nữa nè. Ai, để mình đào lên hết cho các bạn xem nha. Wow, không biết là có đồ chơi xịn gì trong đây không. Ai, chiếc xe này bị gì đây các bạn ơi? À, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát đây. Ai, múc cát cho các bạn xem coi nào. Ồ, ai. Các bạn thấy xịn chưa? Ai, múc cát đây. Wow. Ôi, chạy trên cát luôn nha các bạn. Ê. Wow, 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 xe này chạy nhanh dữ nha. Ê, bây giờ mình sẽ rửa luôn. Ai. Wow. Wow, chiếc xe này rửa xong nhìn nó sáng dữ các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Ai, ngầu chưa? Ha ha. Ai, để coi còn xe gì không đây. Wow. À, đây là một chiếc xe gác nữa nè các bạn ơi. Đây, cái thùng gác nè. À, mình sẽ rửa coi. Đấy. Wow. Ok, cho đậu đây nha. Đó. Đấy, bây giờ sẽ đào nữa thôi. Wow. Đây là một chiếc xe ben nè các bạn ơi. Một chiếc xe ben chở cát màu vàng nha.
Ai, xe ben này công nhận dính quá trời cát luôn. Bây giờ mình sẽ rửa bạn xe ben này nha. Đây. Đây. Wow, rửa một cái chiếc xe như mới mua luôn các bạn ơi. Này. Rửa một cái là rất là sạch sẽ luôn nha. Này. Ok, còn nữa này các bạn ơi, rất là nhiều xe dưới đây luôn. Wow. Đây, đây là chiếc xe gì đây các bạn ơi? Một chiếc xe tải nha. Đây là xe tải chở hàng hóa nha các bạn. Đây, một chiếc xe tải chở hàng hóa nè. Phía sau đây là cái cửa nè các bạn ơi. Có hai cái cửa ở đây nè mà mất tiêu rồi. Chiếc xe màu cam nha. Đây là xe tải chở hàng màu cam nha các bạn. Ai, còn cái gì đây các bạn ơi? Quay. Wow. Quay, một con khủng long siêu nhân nè các bạn ơi. Ôi, con khủng long này màu xanh đột chuối nha các bạn, rất là đẹp luôn. Có hai cái chân màu cam nè. Ai. Wow, nhìn đẹp ghê chưa? Có hai cái chân màu cam và cái mình này là màu này màu gì ta? Màu xanh xanh đậm các bạn ơi. Mình này màu xanh đậm ha. Hái gì nè. Còn cái đầu với cái đùi là màu xanh đột chuối nha. Ai. Wow, một bạn khủng long siêu nhân rất là đẹp. Ai, ok, tiếp tục là chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe bồn chở xăng nè. Đây là một chiếc xe bồn xăng nha các bạn. Chờ đậu đây đi. Wow, nhiều xe rồi nha các bạn ơi. Ui, vẫn còn nữa nè các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe lưu nha. Một chiếc xe lưu để mà lưu cát đó các bạn ơi. Một chiếc xe lưu cát này. Đó, đẹp chưa? Rồi, cho đậu ở đây đi nha. Quay, mình phát hiện vẫn còn nữa nha các bạn ơi. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây là một chiếc máy bay nè các bạn ơi. Đây, một chiếc máy bay để mà chở khách nha. Rồi, cho máy bay đậu ở đây nha. Còn cái gì nữa đây nè. Wow. Ủa, chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là chiếc xe này, xe bồn hay gì nè. Đây, một chiếc xe bồn các bạn ơi. Bồn này bồn chở nước nha. Đây, mình thấy có cái trụ cấp nước nè các bạn. Cái trụ cấp nước ra nè, để mà chữa cháy quá. Đẹp quá. Vẫn còn nữa nè các bạn ơi. Một bạn chó cứu hộ nha. Đang cởi trên một chiếc máy bay luôn. Rất là xịn nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục coi còn không nha. Đây là một chiếc máy xúc nha các bạn ơi. Một chiếc máy xúc cát nè. Đã chưa? Một cái máy xúc cát nha. Quá trời xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn dưới đây nữa nè. Lại tiếp tục lại một con siêu nhân khủng long nữa các bạn ơi. Giống như cái con màu xanh đột chuối đó kìa. Đây là một con màu vàng nha. Con siêu nhân này màu vàng nè các bạn ơi. Có cái mình màu đỏ và hai cái chân màu xanh đột chuối. Cho hai con siêu nhân đứng gần nhau nha các bạn. Ngầu chưa? Cái gì nữa đây? Đây là một con siêu nhân heo nha các bạn ơi. Nhìn cái mặt con này giống như con heo gừng như nè các bạn ơi. Đây là một con siêu nhân heo nha. Cho siêu nhân heo đứng đây luôn. Ok các bạn ơi, có lẽ là đã hết đồ chơi rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.